Ok, rồi mình bắt đầu ha. Thì ngày hôm nay là mình đầu tiên là chào cả nhà nha. Còn vài tiếng nữa là qua năm mới rồi. Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe nè. Gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là bán hàng trên Amazon thật là thành công nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà làm sao để mình đăng ký cái trademark ở Mỹ, cũng như là sau khi có trademark rồi thì mình nộp brand vào cho Amazon như thế nào. Tại vì là trên Amazon mới vừa thay đổi thuật toán cho nên là có một chút cái thay đổi khi mà mình apply cái brand so với trước đây. Tuy nhiên bù lại á, là khi mà mình được chấp nhận cái brand rồi thì mình sẽ hưởng được rất 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 là nhiều cái benefit so với trước đây. Tại vì trước đây á, khi mà mình mới có cái số giấy chứng nhận thôi, mình chưa có cái giấy chứng nhận chính thức á, thì mình apply cái brand dễ. Tuy nhiên là mình khi đó là mình chỉ được sử dụng cái content A cộng, tức là mình chỉ được list cái EBC lên trên cái listing của mình thôi. Còn bây giờ thì là họ họ duyệt hơi khó một chút, nhưng mà một khi mà mình làm đúng cách và mình được duyệt thì mình sẽ được hưởng tất cả những cái benefit như là một cái brand mà đã có được cái giấy chứng nhận đó. Rồi mình share màn hình nha. Thì trong quá trình mình nói á, chắc là nhờ mấy bạn mute mute cái mic lại giùm cho nó bớt ồn. Mấy bạn mute cái mic lại giùm mình cho bớt ồn nha. Xong rồi mình nói xong rồi thì ai có thắc mắc gì thì lúc đó mình sẽ thảo luận sau. Đầu tiên á, là trước khi mà mình đăng ký trademark ở Mỹ thì mình sẽ chuẩn bị một số cái thông tin sau. Thứ nhất là tên của người nộp đơn và địa chỉ. Thì nếu như mà chủ đơn, nếu Thảo em có mute mấy cái mic kia lại được không? Dạ được, em đang nghe chị. Nếu như mà chủ đơn cũng đồng thời là chủ tài khoản Amazon, ok rồi, nghe nghe chị được rồi đúng không? Nếu mà như mà chủ đơn cũng là chủ tài khoản Amazon luôn á, thì mình nên lấy cái địa chỉ chính xác như là địa chỉ lúc mà mình tạo tài khoản, để sau này mình apply cái brand cho nó dễ nha. Rồi cái thứ hai là cái mình cần một cái mẫu nhãn, tức là cái logo á. Thì logo của mình thì có thể các bạn chỉ để hình thôi, hoặc là có thể chỉ để chữ thôi, nhưng mà mình khuyên là nên vừa có hình vừa có tên cái brand của mình trên đó luôn, thì nó sẽ có lợi cho mình nha. Rồi thứ ba là mình sẽ cung cấp cái ngày đầu tiên mà sử dụng cái nhãn này tại Việt Nam là ngày nào. Thì thật sự mà nói thì sẽ có một số cái sản phẩm, như một số cái brand mà mình đăng ký á, mình chỉ bán ở trên Amazon thôi, mình không có bán lẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên là mình cứ lấy cái ngày mà mình đặt cái hàng đó về rồi mình đóng gói á, thì mình lấy ngày đó là coi như là ngày mình sử dụng tại Việt Nam. Rồi mình sẽ cung cấp thêm cho họ cái ngày đầu tiên mà mình sử dụng cái brand đó tại Mỹ nha. Ở đây là tại tại Mỹ thì mình sẽ lấy cái ngày mà mình tạo cái listing trên Seller Central mình cung cấp. Rồi cái thứ năm là mình phải chọn cho được cái danh mục mà mình cần đăng ký. Thì cái phần này, cái danh mục này á, nó sẽ rất là nhiều mà, và mình lên đây mình chọn thì mình có cái bảng này luôn, nếu mà các bạn cần thì mình sẽ gửi để cho mình tham khảo. Ở trong đây nó có tổng cộng là 45 nhóm, 45 cái ngách lớn á. Thì khi mà mình đăng ký brand á, là mình sẽ trả phí cho từng ngách. Ví dụ như là mình đăng ký một cái brand là 1.000 đô
thì là mình cùng một cái brand đó mà mình đăng ký hai nhóm này thì mình phải trả 2.000 đó, mỗi một nhóm là 1.000, nhưng mà trong một nhóm này thì nó sẽ có rất rất là nhiều cái danh mục nhỏ. Ví dụ đây là nhóm 1 ha, thì nó là nhóm liên quan đến hóa chất, thì cái này mình bỏ qua đi, mình sẽ tìm những cái nhóm mà mình hay sử dụng là nhóm như là thực phẩm nè, hay là nhóm hàng gia dụng. Đây ví dụ như nhóm này đi. Ví dụ nhóm 18 ha. Mình bán cái sản phẩm mà liên quan đến da và mình muốn đăng ký trademark cho nó cái thương hiệu của mình, thì trong cái nhóm sản phẩm da thì nó có nè. Đó cái bảng này nó có dịch tiếng Việt cho mình luôn. Bên đây tiếng Việt, bên đây tiếng Anh. Khi mà mình chọn nhóm á, thì mình sẽ lấy bên bên cái mã và lấy tên tiếng Anh để mình cung cấp cho cái đại lý của mình hoặc là cho luật sư của mình ha. Mình lấy cái phần bên tay trái nè. Phần này. Đó, thì ví dụ như hàng của mình là hàng da là nó trong nhóm 18, thì mình có quyền chọn tất cả những cái sản phẩm nào mà nó nằm ở trong cái nhóm 18. Mình có thể chọn hết luôn cái này cũng được và mình chỉ trả phí cho đúng một nhóm thôi. Tuy nhiên là khi mà mình chọn cái sản phẩm nào thì mình phải có hình ảnh đầy đủ ha. Thì cái phần hình ảnh chút nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Đó ví dụ như mình bán đồ da mà liên quan đến là cặp da nè, ba lô nè, rồi thẻ hành lý nè. Đó thì đây là những cái ngách nhỏ và mình bán sản phẩm trong cái ngách nhỏ nào thì mình phải khai báo lúc mà mình đăng ký. Rồi. Quay lại cái này. Đó thì đây là những cái thông tin cần thiết mà mình phải chuẩn bị cho dù là mình làm với một cái đại lý ở Việt Nam, hay là mình đăng ký trực tiếp trên Amazon, hay là mình làm với trực tiếp với lại USPTO, thì mình vẫn phải có những cái thông tin này. Rồi về cái ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị hình ảnh sản phẩm là mỗi một cái ngách nhỏ mà mình cần đăng ký, giống như mình nói lúc nãy đó. Ví dụ như mình chọn ví dụ mình bán giày da, cái ngách da nó cũng có giày da đi, thì mình sẽ đăng ký là mình bán đôi giày bằng da hoặc là một đôi giày như thể thao giống như vậy. Thì mỗi một ngách nhỏ như vậy là mình sẽ có 3 tấm ảnh. Một tấm ảnh đó là mình chụp trực tiếp sản phẩm, một tấm ảnh là mình sẽ chụp cái sản phẩm mình để trong cái bao bì, và một ảnh là mình chụp bao bì mà có thể hiện cái logo mà mình cần đăng ký. Thì nếu như mà mình muốn tiết kiệm chi phí á, tức là mình đăng ký một cái ngách số 18 đó mà mình đăng ký một lần và mình xài luôn cho nguyên cái ngách đó, thì mình sẽ phải chuẩn bị nhiều hình ảnh của sản phẩm của từng ngách nhỏ. Chứ còn ví dụ như lần này mình đăng ký cái ngách da, mà giả sử như lần này mình chỉ đăng ký đôi giày, mình không có đăng ký cái ba lô bằng da chẳng hạn, thì sau khi mà mình được cấp giấy chứng nhận rồi mà mình muốn đăng ký bổ sung thì mình phải trả phí thêm một lần nữa đó. Rồi về cái cách đăng ký và chi phí thì mình sẽ có 3 cách để mà mình đăng ký trademark ở Mỹ, và chi phí nó của 3 cách đó nó cũng sẽ khác nhau, và mỗi cách nó sẽ có ưu điểm khuyết điểm và mình sẽ phân tích để cho các bạn chọn. Cách thứ nhất là sẽ đăng ký trực tiếp với USPTO theo cái link này. Thì cái phí đăng ký ở trên đây á, trước đây thì là nó tầm khoảng 800 đô, từ lúc nộp đơn cho đến lúc nhận bằng luôn là khoảng 800 đô. Tuy nhiên là bắt đầu ngày mai thì cái phí này nó sẽ tăng lên 300 đô thành 1.100. Thì khi mà mình đăng ký trực tiếp trên đây thì mình sẽ làm việc trực tiếp với luật sư ở trên phụ trách cái hồ sơ của mình ở trên đây ha. Rồi ưu điểm của cái cách này là nó tiết kiệm chi phí nhất trong 3 cách, có nghĩa là rẻ nhất trong 3 cách mà mình có thể đăng ký đó. Nếu
Nếu như mà cái nhãn của mình không có bị vướng pháp lý do bị kiện cáo bởi bởi vì nó giống những cái nhãn khác mà người ta đã đăng ký rồi đó, thì cái chi phí này là chi phí mà nghĩa là đăng ký suôn sẻ 100% á. Còn nếu mà bị vướng kiện cáo này nọ thì phát sinh phí rất là nhiều. Cho nên là trước khi đăng ký á, thì mình kỹ thì là mình phải trả phí, là gọi là cái phí cái phí tra cứu đó là riêng, nó không nằm trong cái gói phí đăng ký ha. Rồi còn nếu mà mình tự tin là cái brand của mình là nó không có giống với ai hết thì mình đăng ký luôn, mình không tra cứu thì cái phí như vậy đó. Rồi khuyết điểm của cách này là có một số bạn sẽ gặp cái rào cản về ngôn ngữ, dẫn đến là họ yêu cầu cung cấp chứng từ hồ sơ nhưng mà mình không có hiểu đúng, cho nên thì nó sẽ bị dây dưa, nó làm chậm cái tiến trình đăng ký của mình. Hoặc là luật sư ở trên này á, thì tùy theo người, có người thì nhiều khi là người ta sẽ không có tư vấn kỹ, không có tư vấn kỹ về cái nhãn của mình, về cái khả năng mà nó bị kiện á. Tại vì khi mà tra cứu nhãn thì cái xác suất bị kiện nó sẽ dao động là từ 0 cho đến 100%. Thì thường á, nếu như mà cái khả năng mà bị giống nhãn mà bị kiện mà nó dưới 20% thì là mình có thể đăng ký luôn, hoặc mình có thể sửa đổi một chút để cho cái xác suất kiện nó thấp hơn nữa đó. Thì nếu như mà mình làm trên đây mà mình bị rào cản ngôn ngữ hoặc là mình không có được rõ ràng những cái thứ đó thì cái khả năng nếu như mà mình nộp đơn xong mà mình bị người ta kiện thì có thể là mình phải bỏ cái đơn đó, thì mình mất phí luôn, mình không có được lấy tiền lại. Cái phí này mình đóng một lần, từ lúc giao dịch mình đóng một lần, và nếu có trục trặc gì là mình bỏ luôn, mình không có được thu lại. Còn không thì mình theo sự vụ kiện đó, mình không bỏ mình theo thì cái phí nó phát sinh là mấy chục ngàn đô ha. Thì đó là cái khuyết điểm khi mình tự đăng ký trên đây. Còn nếu như mà bạn nào mà giỏi tiếng Anh và hiểu luật, rành luật thì mình cứ đăng ký trực tiếp trên đây để mình tối ưu được cái chi phí. Rồi, cái cách thứ hai là mình sẽ đăng ký trực tiếp trên Seller Central. Thì khi mà mình lên đó mình apply brand thì nó sẽ hiện ra cái link để cho mình đăng ký nếu như mình chưa có trademark. Thì cái chi phí khi mình đăng ký trên đây á, là nó hồi năm rồi thì nó tầm khoảng 1.200 đô, 1.100 đến 1.200 tùy theo cái agent mà mình chọn. Tuy nhiên là cũng là bắt đầu ngày mai thì nó cũng cách nào thì là ngày mai nó cũng sẽ tăng lên 300 đô, bởi vì cái phí 300 đô tăng này nó là nó tăng ở cái chỗ mà cơ quan mà người ta cấp cái giấy chứng nhận đó cho mình, cho nên là mình đăng ký cách nào thì cũng sẽ bị tăng 300 đô bắt đầu từ ngày mai đó, cho nên là nó sẽ tăng phí lên khoảng 1.500 đô. Và khi mình trên đây thì mình cũng sẽ làm việc trực tiếp với luật sư. Ưu điểm á, là mình sẽ nộp brand dễ dàng hơn các cách đăng ký khác, có nghĩa là bởi vì là mình đăng ký trực tiếp trên Seller Central, trên đây là những cái đại lý mà đã được Amazon tuyển chọn và họ cho làm cái dịch vụ này, cho nên là khi mà mình đăng ký trên đây thì cái bước nộp brand nó sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà cái khuyết điểm á, thì cũng tương tự như cái cách trên, là mình bởi vì mình làm việc trực tiếp với luật sư cho nên là nó sẽ có những cái nó không hiểu nhau thì nó dẫn đến là phát sinh thêm chi phí, cái khả năng phát sinh thêm chi phí sẽ cao. Đồng thời là mình đăng ký trên đây thì cái phí nó cũng đã cao hơn ở trên khi mà mình đăng ký trực tiếp với USPTO. Rồi bây giờ đến cách thứ ba mà mình nghĩ á, là seller Việt Nam nên chọn. Giống như bên mình hoặc mà cá nhân mình hoặc là công ty mình thì mọi người cũng đang sử dụng những cái cách thứ ba này, bởi vì nó nhanh gọn lẹ và nó hạn chế rủi ro cho mình. Đó là mình đăng ký với một cái đại lý ủy quyền tại Việt Nam. Thì hiện tại có rất nhiều đại lý làm cái chuyện này ở Việt Nam, tuy nhiên là có vài nơi thì họ chuyên làm cho seller trên Amazon hơn, cho nên là nếu mà các bạn mà muốn đăng ký theo cái cách này
có thể liên hệ với mình hoặc là bạn Thảo bên trên Bizom thì mình sẽ giúp các bạn kết nối với đại lý có uy tín ngay cái thời điểm đó. Thì cái chi phí đăng ký á là 975 đô là từ ngày hôm nay trở về trước, còn bắt đầu từ ngày mai nó cũng sẽ bị tăng lên 300 đô là thành 1.275 đô. Với cách này thì là các bạn chỉ cần cung cấp các chứng từ nhưng mà như mình đã hướng dẫn ở cái slide đầu, và sau đó là mình ký giấy ủy quyền cho họ thôi. Sau đó đại lý sẽ thay mặt mình điền đơn và làm tất cả các việc còn lại với luật sư ở Mỹ. Thì ưu điểm của cách này đó là tiết kiệm được chi phí so với việc mình đăng ký trực tiếp trên Seller Central, đúng không? Và nó nhanh gọn lẹ đó, mình khỏi phải điền đơn, khỏi phải gì hết, chỉ nộp hồ sơ là xong. Rồi ngoài ra là được cái nữa, cái phần này mới quan trọng nè, mình được tra cứu kỹ và được tư vấn kỹ trước khi nộp đơn. Và các bạn ở bên đại lý bên đây á, là họ cũng gửi cho mình cái kết quả tra cứu bằng văn bản hẳn hoi, để mình nhìn vào đó mình biết được là họ sẽ tư vấn cho mình biết là cái nhãn của mình á, cái khả năng bị kiện là nó dưới 20%, dưới 15%, ví dụ như vậy, thì mình tự tin tin mình nộp đơn. Đó thì coi như là cái chi phí phát sinh gần như là mình hạn chế tối đa, gần như là không có, nếu như mà mình đừng quá cố chấp, mình nghe theo cái sự tư vấn của họ. Đừng quá cố chấp có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái logo đó mình thiết kế mình rất rất là ưng ý, nhưng mà họ nói là cần phải thay đổi một chi tiết bên trái, chi tiết bên phải chẳng hạn, mình không muốn thay đổi, mình vẫn giữ, thì như vậy thì nếu mà có rủi ro thì mình chịu đó. Rủi ro về mặt người ta kiện cáo á, còn nếu như mình nghe theo họ, mình chỉnh sửa lại thì cái khả năng bị kiện nó sẽ rất là thấp, gần như là không có. Đó là ưu điểm ha. Rồi về khuyết điểm thì chỉ có mỗi việc là chi phí nó cao hơn nếu như mà mình đăng ký trực tiếp với USPTO thôi. Rồi sau khi mà mình đã gửi đủ hồ sơ và hình ảnh cho luật sư hoặc là cho đại lý, thì là mình từ 7 đến 20 ngày sau đó thì mình sẽ nhận được một cái số giấy chứng nhận hồ sơ là bao gồm 8 chữ số, 8 chữ, do đại lý hoặc là cái luật sư mà nơi mình hồ sơ họ sẽ cung cấp cho mình. Thì lúc đó mình sẽ vào cái link này để mình apply brand trên Amazon, có nghĩa là mình khai báo với Amazon là cái brand mình này mình đã đăng ký, mình đã đa, đang đăng ký trademark đó. Thì khi mà mình click vào cái link này thì nó sẽ hiện ra các bước yêu cầu và mình cứ điền theo đúng yêu cầu của họ. Mình chờ 48 giờ sau để được duyệt. Khúc này còn một cái khúc nữa, nghĩa là sau khi mà mình được duyệt, nghĩa là không phải là duyệt cái brand đó luôn mà là duyệt hồ sơ. Sau khi được duyệt hồ sơ ha, nghĩa là duyệt hồ sơ nghĩa là mình điền hồ sơ đúng á, chỉ là duyệt hồ sơ thôi. Rồi tiếp sau đó đó là mình họ sẽ yêu cầu, họ sẽ gửi cho mình một cái yêu cầu, không, họ sẽ gửi cho luật sư, gửi họ sẽ gửi cho văn phòng luật của mình đó cái nơi mà họ phụ trách nộp đơn cho mình. Thì cái văn phòng luật này á, nếu như mà mình nộp trên USPTO thì là họ sẽ gửi cho phía bên đó, còn nếu như mà mình làm với đại lý ủy quyền tại Việt Nam thì lúc đó là đại lý đó mới biết cái văn phòng này, thành ra mình chỉ cần liên lạc với bạn đó thôi. Thì bởi vì Amazon sẽ gửi đến đây một cái link, một cái code xác minh đó, gửi cho văn phòng luật này một cái code xác minh. Thì nếu mà mình làm với cách thứ ba thì lúc đó mình sẽ liên lạc với cái bạn đại lý ở Việt Nam á, bạn đó sẽ lấy code cho mình ha, bạn đó sẽ liên lạc với văn phòng luật này lấy code cho mình. Rồi
Sau đó thì mình sẽ có cái code, đó là một cái đoạn mã rất là dài, và mình sẽ lấy cái đoạn mã đó mình nộp cho họ. Nộp bằng cách đó là cái yêu cầu code này sẽ họ gửi mail cho mình nè, 48 giờ để duyệt hồ sơ và gửi cho văn phòng luật có xác minh. Sau đó là Amazon gửi mail cho seller ha, yêu cầu cung cấp code. Cái này mới so với trước đây đó, trước đây thì mình nộp thì không có cái đoạn này. Rồi yêu cầu cung cấp code thì mình sẽ liên hệ để mình lấy cái code đó, và mình trả lời cái case này cho Amazon. Mình theo dõi cái này nó trên cái case của mình trên Seller Central ha, hoặc là trên email cũng được đó. Rồi mình sẽ cung cung cấp cái code này cho họ xong thì là sau sau 48 giờ tiếp theo thì mình sẽ nhận được email là duyệt brand đó, nếu mình cung cấp code đúng. Cũng có trường hợp á, mình cũng có gặp là Amazon gửi mail cho văn phòng luật nhưng mà họ không nhận được, luật sư họ không nhận được, thì như vậy là mình phải trả lời cái case này cho họ, là mình nói là cái email mà họ gửi mình không nhận được, mình đề nghị họ gửi lại, thì lúc đó họ sẽ gửi lại cái code cho cái email đó và họ gửi thêm một cái email nữa. Tại vì cái lúc mà luật sư á, họ đại diện họ nộp đơn cho mình thì họ phải cung cấp ít nhất là hai cái email cho Amazon đó, thì họ sẽ gửi lại lần nữa thì nhận được. Mình có bị như vậy chứ không phải gửi code là nhận được liền. Rồi sau khi mà mình được duyệt brand thì mình sẽ kiểm tra trên Seller Central xem cái nút brand này nó có hiển thị chưa ha. Bình thường các bạn vô trong tài khoản của mình thì nó bạn chỉ tới đây thôi, còn nếu mình có đăng ký B2B thì nó tới đây, nó không có nút này. Nhưng mà khi mình được duyệt brand rồi thì mình sẽ có cái nút này. Tuy nhiên là có trường hợp là mình sẽ không thấy nút này, mình cũng có bị cái này luôn, thì lúc đó mình lại tạo case cho support để mình chụp cái hình màn ảnh cái tài khoản của mình cho họ xem ha. Mình nói mình chưa thấy nút này, và bởi vì không có cái nút brand này thì là mình bị mất rất là nhiều cái benefit, thành ra mình phải đòi cho được cái nút này. Rồi sau đó thì sau khi mà có brand rồi thì mình sẽ có vô số những cái thuận lợi cho cái tài khoản của mình, ví dụ như là được sử dụng content A cộng EBC cho listing nè. Cái này là đương nhiên, trước đây vẫn có ha. Trước đây khi mà mình chưa có giấy chứng nhận thì là mình chỉ được sử dụng tới đây thôi, còn bây giờ mình chưa có giấy chứng nhận, mình mới có cái mã số hồ sơ thôi, nhưng mình một khi đã được duyệt brand thì mình vẫn sử dụng được hết tất cả những cái tiện lợi, giống như là mình đã có giấy chứng nhận rồi. Thì đầu tiên là cái EBC, cái thứ hai là mình được upload video lên cho listing nè. Video ở nó sẽ xuất hiện phía sau bộ ảnh của mình. Rồi mình sẽ được có một cái bảng điều khiển thương hiệu, thì cái bảng này nó sẽ cung cấp cho mình các đề xuất và chỉ số ở cấp độ ASIN luôn, để giúp cho mình cải tiến tình trạng cái thương hiệu, tăng tỷ lệ chuyển đổi và lưu lượng truy cập. Rồi mình có thêm cái chức năng là quản lý thử nghiệm, có nghĩa là trước khi mà mình upload cái content A cộng lên á thì mình sẽ vô đây. Giả sử như mình có hai cái bản thiết kế đúng không, thì mình sẽ vô đây mình gửi hai cái bản đó lên và nó sẽ cho chạy thử ngẫu nhiên để nó thống kê cho mình biết là giữa hai cái bản đó thì cái bản nào sẽ giúp cho mình bán được nhiều hàng hơn, và mình sẽ chọn cái đó để mình tạo listing. Rồi mình dĩ nhiên là mình sẽ khi mà được apply brand thì mình sẽ được chạy quảng cáo brand, chạy quảng cáo brand. Chứ bình thường thì mình chỉ được chạy là ở cấp độ là product thôi. Đó. Chạy quảng cáo brand nè, những cái quảng cáo có chứa brand của mình. Mình được index cái từ khóa vô trong cái tiêu đề nè, và đưa cái sản phẩm của mình lên trên đó luôn. Nó sẽ xuất hiện ở nhiều vị trí trên các loại thiết bị ha. Đó. Rồi.
mình được quảng cáo hiển thị, nó sẽ giúp nhanh chóng là khởi động các chiến dịch hiển quảng cáo hiển thị này, là nó sẽ xuất hiện bên trong và cả bên ngoài nền tảng Amazon luôn. Rồi mình được xây dựng cái store của mình, thì khi mà tức là giống như mình có một cái cửa hàng riêng vậy đó, nó có cái link dẫn vô, thì mình khách vô đây thì là khách sẽ thấy mình sẽ có cơ hội là mình tạo điểm nhấn, điểm cộng trong lòng khách hàng nè. Đó. Giúp truyền cảm hứng ở trên đây, mình giúp giúp mình giáo dục khách hàng về để họ hiểu biết về sản phẩm của mình. Rồi, mình được cái chức năng là Brand Analytics, cung cấp các dữ liệu và hành vi mua hàng, cái hành vi tìm kiếm của khách hàng để giúp cho mình cải thiện cái hoạt động kinh doanh. Ngoài ra nó còn nhiều 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 cái nữa, nhiều lắm. Thì khi nào mà mình được, đây là những cái chính thôi. Khi nào mình có brand xong thì mình từ từ mình khám phá ha. Ok, đơn giản vậy thôi đó. Rồi, mình trình bày xong rồi, mọi người mở mic lên đi ạ. Có gì thắc mắc thì hỏi mình nha. Alo, alo. Dạ, alo. Rồi nghe em chết rồi. Nghe. Ok. Cái Jessica có cái mẫu kết quả tra cứu không? Ví dụ như là tra cứu nó sẽ đưa cho mình cái mẫu giống giống như giống giống kiểu gì á. Cái form tra cái kết quả tra cứu hả? Ừ. Có, nhưng mà tại vì trên đó nó có thể hiện cái brand của mình cho nên chắc mình không có show ra liền được. Ở trên đó cái form tra cứu, họ sẽ bên Việt Nam á, họ gửi cho mình á, cái bạn agent ở Việt Nam nè, họ sẽ gửi cho mình cái kết quả tra cứu là ở trên đó. Khi mà mình gửi cho họ cái brand đúng không, thì họ sẽ có một cái phần mềm gì đó mình không biết, nhưng mà họ sẽ lấy được tất cả những cái brand mà nó gọi là nó có cái sự giống với cái brand của mình á. Họ sẽ gom thu thu thập được tất cả những cái brand mà nó đã được đăng ký ở Mỹ mà nó có giống với brand của mình. Rồi sau đó thì họ phân tích là cái này giống mình như vậy, thì cái này giống mình chỗ nào, và kết luận lại là cái mức độ mà có thể kiện là bao nhiêu phần trăm cho cái brand đó. Họ đưa cho mình một cái danh sách rất là nhiều brand. Tuy nhiên khi mà mình đọc, mình nhìn vô là mình hiểu á, mình thấy là cái thằng này giống mình nè, thằng này giống mình nè, nhưng mà về mặt mà cá nhân mình thì mình sẽ không có đánh giá được là nó giống như vậy thì cái khả năng bị kiện là bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà cái bạn kia bạn sẽ biết, cái bạn đại lý này nè, bạn sẽ biết và bạn sẽ nói là trong tất cả những cái mà gửi cho mình thì là có mấy cái là có nguy cơ cao, cái số 1, số 5, số 7 là có nguy cơ cao. Thì để tránh cái đó thì là mình nên chỉnh cái logo của mình lại như thế nào, bạn này tư vấn luôn. Hỏi thêm, ví dụ như mình đã có một cái trademark ở một cái lĩnh vực nào đó rồi nha, mình sẽ muốn đăng ký cái trademark đó mà thêm một cái lĩnh vực nữa thì cũng theo cái quy trình này em Đúng rồi, đúng rồi, phải đăng ký lại từ đầu, ha. nó khác ngách. Là cái phí cũng vậy luôn. Còn nếu mà mình cùng một lúc á, mà mình đăng ký hai cái á, thì mình có được giảm giá hình như là 20% á. Có nghĩa là ví dụ như mình đăng ký cái nhãn đó năm nay đi, ngày mai đi mình đăng ký cái nhãn đó cho cái ngách là thực phẩm, thì nó sẽ tốn 1.275 đô đúng không? Nếu mà mình đăng ký luôn cho cái ngách là cái ngách gần giống thực phẩm là ngách gì, mỹ phẩm đi, mỹ phẩm, thì thay vì cái này nhân đôi đúng không, nhưng mà họ cộng vô khoảng 1.000 nữa, mình giảm được 200 mấy đô, ví dụ như vậy. Thêm nếu mà mình là một cái trader thôi, có nghĩa là mình có một cái đơn vị nó sản xuất và nó đã đăng ký cái trademark đó rồi á, thì mình làm một cái trader thì mình đăng ký cái trademark đó hay là phải phải yêu cầu nhà xuất đăng ký trademark đó? Mình được quyền đăng ký cái trademark đó nha. Ừ. Và chắc có làm cái đó rồi. Có nghĩa là cái nhà máy đó họ sản xuất cái hàng đó và mình đặt hàng họ. Ừ. Họ chỉ build cái brand của họ ở Việt Nam thôi, họ không không có chú ý ở Mỹ.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì á là thật ra nếu mà nói mà đúng luật á là mình không cần thông báo gì với họ, mình tự đăng ký ở Mỹ luôn và mình sở hữu cái brand đó ở Mỹ luôn. Sau này họ cũng có quyền kiện mình, nếu mà họ muốn thì họ phải mua lại mình bán. Tuy nhiên là mình nên chơi cho nó fair play một chút, chơi đẹp một chút, mình thông báo trước với họ. Mình nói là bây giờ á, là bây giờ anh xây dựng cái thương hiệu này tại Việt Nam, bây giờ tôi muốn xây dựng cái này ở Mỹ. Thì cái lợi ích của họ khi mà mình phát triển cái brand đó ở Mỹ á, tự nhiên ở Việt Nam họ sẽ được hưởng lợi nha. Họ không có cần đầu tư, không có làm gì hết, mình làm hết đúng không? Nhưng mà cùng một cái brand đó mà mình phát triển ở Mỹ thì ở Việt Nam á, khi mà họ bán hàng cho khách thì họ sẽ có nhiều uy tín hơn. Có nghĩa là họ có thể nói là cái này nó đã được đăng ký ở Mỹ và nó đang được thị trường Mỹ chấp nhận, thì ở Việt Nam tự nhiên họ sẽ có nhiều đơn hàng hơn. Mình phân tích cho họ như vậy, tại vì á họ kiểu như là họ không có quen, hoặc là họ không có, họ chỉ làm nội địa thôi, mà họ họ không đăng ký, mà họ không muốn cho người khác đăng ký thì cái đó là thiệt thòi của họ. Hiểu ý chứ Đúng không? rồi, đúng rồi. Hiểu rồi, đúng rồi. Mình cứ nói với họ là mình đăng ký để sau này họ không có nói là mình kiểu như họ nói mình lén lút ăn cắp cái brand của họ chẳng hạn, vậy thì nó không vui. Alo, chị Trân ơi, cho em hỏi chút Ơi, xíu. ơi. Em đã mới có trademark mắt rồi, thì bây giờ mình đăng ký brand lên trên Amazon nó có dễ không chị? Tại em chưa được cách đăng ký brand lên đó luôn. Anh nãy giờ chị nói em có nghe không? Em Dạ mới có. Có nhiều link đó. đây nè, em có cái link ha, Dạ có dạ cái link em nhấp, em lấy cái link này em copy vô trong cái máy tính của em mà cái chứa Dạ cái tài khoản đó đó, thì nó sẽ nhảy vô cái trang để em nộp hồ sơ. Thì trên đó nó sẽ ra những cái yêu cầu rất là đơn giản, ví dụ như là nó kêu mình khai tên nè, địa chỉ nè của cái người chủ đơn nè, thì mình khai y chang giống như là mình lúc mà mình đăng ký trademark á. Xong Dạ không, tại vì em tưởng cái link này á, là dành cho những bạn mà chưa có trademark để đăng ký trước trên không, Amazon thôi. đây đây đây, vào link Dạ. này để apply brand nha, apply brand chứ không phải là đăng ký trademark ha. Dạ. Ừ rồi em khai Em hiểu. báo. Ừ, Dạ. giống như nãy giờ chị nói, ở trên đó Dạ, nó em chỉ hiểu. có là họ tên, địa chỉ, rồi xong cái qua bước tiếp theo là nó sẽ kêu em khai báo cái tên nhãn hiệu nè, rồi cái link, nó kêu là khai báo cho nó cái link mà em đang bán sản phẩm. Thì nếu như mà em có trang web riêng thì em copy cái link web em bỏ vô, còn nếu mà em không có trang web á thì là em sẽ vô trong cái sản phẩm của cái kho của mình trên Amazon á. Dạ. Không, em vô trong cái link của sản phẩm á, em lên Amazon em vô sản phẩm của em, xong em copy cái link đó em để khai báo vô cho nó. Dạ, Xong rồi tức nó là cái link này là cái link của website ở ngoài của mình cũng được, hay là link của cái sếp, link của website ở kho của ngoài mình hoặc cũng được? hoặc là cái link của sản phẩm trên Amazon. Ừ, rồi xong rồi nó sẽ đòi em cung cấp hình ảnh của sản phẩm mà có chứa cái brand đó, thì em chụp hình cái sản phẩm mà sau khi em đã đóng gói á, em chụp em gửi lên vậy thôi á, dễ mà. Chỉ có cái khúc này nè, là sau khi mà em khai báo hồ sơ đó xong rồi em gửi thì nó xác minh, nó duyệt cái hồ sơ, nó duyệt cái brand đó. Sau đó thì là ở trên đó nó cái trademark của em á, là em có giấy chứng nhận luôn chưa hay là em chỉ Dạ mới? có, dạ có luôn rồi. Ừ thì dễ rồi, khi mà mình xin brand với Amazon là nó có hai loại nha, mình xin brand để mình list lên thôi á thì là họ vẫn hay chắc mình được, còn nếu như mà mình apply brand có trademark rồi thì là không có hay chắc được em. Thế à Ừ, chị? còn cái trường hợp mà tức là khi bây giờ mình list sản phẩm lên á là bắt buộc là mình phải đều phải xin brand với Amazon hết, cho dù là Vâng mình vâng. có trademark hay là chưa nha. Vâng. Nếu như mà mình chưa có trademark, mình xin brand chỉ để là list sản phẩm lên thôi, thì là mình chỉ cần nộp cho Amazon là mình tạo case để mình xin brand và mình nộp cho họ hình ảnh sản phẩm và hình ảnh bao bì có chứa cái brand đó, thì sau đó họ sẽ duyệt cho mình để mà mình list cái sản phẩm lên mang cái brand đó.
đó là giai đoạn mình tạo listing thôi, còn bây giờ mình đang nói là mình apply cái brand mà nó đã có trademark rồi. Thì một khi mà mình apply cái brand mà đã có trademark và họ duyệt rồi thì là không có hai chắc được, được chưa? Vâng. Còn còn đối với trường hợp mà mình bị hai chắc á, chị cũng mới vừa bị nè, tại vì có những cái brand mà mình lên mình bán một thời gian mà mình thấy nó ổn thì lúc đó mình mới đăng ký trademark, mình chưa kịp đăng ký thì bị hai chắc. Thì lúc đó là tùy theo từng trường hợp mà mình sẽ báo cáo với Amazon, có nghĩa là mình phải báo cáo làm sao cho đúng đúng cái thực tế, thì như vậy là họ đóng listing của hai chắc lại liền. Ví dụ như trường hợp chị mới vừa bị cách đây khoảng 2 3 ngày, là chị bán một cái sản phẩm Việt Nam mà cái hàng đó đó là hàng để trang trí bàn tiệc á ha, nhưng mà nó là hàng từ hàng handmade từ cái vật liệu là mây che đan. Thì cái sản phẩm của chị bán á, là nó cũng mới lên được khoảng 2 tháng, chị cũng mới list lên được khoảng 2 tháng, nhưng mà nó được review 5 sao không à, 100% là 5 sao luôn. Cái listing rất là đẹp. Và thế là một cái bạn seller ở bên Trung Quốc á, bạn cũng bán một cái sản phẩm trang trí bàn ăn, tức là về cái tính chất, về cái tính năng của sản phẩm thì giống của chị, tuy nhiên là về chất liệu á, là của họ là hàng công nghiệp chứ không phải là hàng handmade, của họ là bằng nhựa chứ không phải là bằng mây che đan, hiểu không? thì Vâng. thì họ lên bán, họ thấy listing mình đẹp, và bây giờ hai chắc á nó khôn lắm, nó không có nhảy vô nó bán chung listing mà nó làm kiểu này nè. Nhiều khi mình nhiều quá mình không kiểm soát nổi là mình bị bỏ qua luôn. Nó không nhảy vô nó bán chung với cái asin của mình, mà nó lấy cái asin của mình, có nghĩa là nó lên trên Amazon phải không, nó sẽ đi dạo một vòng, nó thấy cái thằng nào mà bán cái sản phẩm gần giống với của nó mà cái listing đẹp có nhiều review 5 sao thì nó sẽ copy cái asin đó và nó về nó sẽ merge lại với asin của nó tạo thành cái nhóm variation, em hiểu không? Chứ nó không có nhảy vô nó bán chung asin như trước đây, mà nó lấy asin của mình nó về nó tạo một cái nhóm variation, thì nó gom cái asin của mình chung với cái asin của nó chung một cái variation. Như vậy thì vô tình nó sẽ được hưởng những cái review 5 sao của mình đó. Thì như vậy mình lên mình xem thì mình thấy là mình phải phân tích, là mình thấy sản phẩm của nó là khác chất liệu với sản phẩm của mình mà nó bán chung listing như vậy, thế là mình sẽ tạo khe mình sẽ báo cáo cho Amazon đó, mình vô trong cái phần mà report về vi phạm á, mình báo cáo mình nói rõ, mình phải nói rõ là cái asin của mình là asin này và có những cái asin lạ lấy asin của mình gộp vô chung variation, nhưng mà cái chất liệu của họ là không là bằng nhựa chứ không phải là bằng mây che đan giống như mình, như vậy thì sẽ gây hiểu lầm cho khách hàng, mình phải nói rõ vậy đó. Là Amazon nó đóng listing mấy thằng đó lại luôn. Apply brand lên Amazon á thì Amazon Vâng. nó sẽ hỏi mình là cái thương hiệu này mình có cho phép những cái trader khác bán chung trên Amazon hay là không, mình có phân phối cho cái người khác để mà được bán hàng chung trên Amazon hay là không. Nếu mà mình list yes, nếu mà em list là yes nha, như vậy thì cái listing của em mang cái brand đó là người khác được quyền vô bán chung, tại vì em cho phép. Còn đối với mình á là mình không muốn chuyện đó xảy ra thì mình sẽ list vô chỗ là no, có nghĩa là mình thông báo với Amazon là cái brand này chỉ một mình là được quyền bán trên Amazon thôi, thì như vậy là cái listing của mình người ta sẽ không có vô bán chung được, nó đóng cái nút bán chung lại, nó đóng cái nút list À, chung vâng. á. Đó. Rồi, rồi em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn em. Nhờ em hỏi mà chị nhớ ra được cái đoạn đó. Chị ấy thì em hỏi cái vấn đề đấy luôn là nếu mà giả sử như em kiểu là em muốn cho người khác bán nhưng mà không phải ai cũng được bán thì mình sẽ xử lý như nào? Cái đấy em trả lời được không? Em trả lời đi. À, cái đấy thì khi mà chắc là khi mà khi bấm cái thương hiệu mà khi mà chọn yes thì mình phải cung cấp một cái danh sách của các bên phân phối và Amazon sẽ dựa trên danh sách đấy để nhìn khi mà ví dụ mình submit cái invoice thì nếu mà invoice mà đúng cái phần nhà phân phối đấy thì họ
Amazon nó sẽ approve, nếu không thì nó sẽ không approve. Tại vì là vấn đề em muốn dùng một những cái tài khoản khác của mình để hai rách lại cái sản phẩm của mình ấy. Đấy, sau khi em đăng ký brand ấy, thì mình sẽ phải cung cấp cho cái Amazon cái giấy ủy quyền của mình luôn. Ừ, nếu không giấy ủy quyền là dễ nhất. Định đăng ký thì theo bạn mình lên là nộp theo cái Amazon, các cái thương hiệu mà được Amazon đề xuất ở trên cái service, hay là mình đăng ký qua công ty Việt Nam thì tốt hơn? Nãy giờ em có phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng cái rồi đó chị. Nếu như mà mình muốn kiểu như là gì nè, cho dù em theo em nha, cho dù là mình có giỏi tiếng Anh đi nữa, thì là cái việc mà điền đơn á, nó cũng không phải là cái nghiệp vụ của mình. Cho nên là nếu mà mình thật sự mình không muốn mất thời gian, mình muốn nhanh gọn lẹ thì mình qua bên đây đi. Nó cũng không mắc hơn nhiêu tiền hết mà nó gọn cho mình á, mình không có bị mất thời gian gì hết trơn á, với lại là mình được tra cứu miễn phí á. À dạ. Dạ. Cái này sau một đơn như vậy, sau khoảng 1-2 tuần mình có được làm cái được truy cập được brand ấy không? Như được, là... giống như nãy mình mới nói đó, là mình đăng ký là khoảng chừng 7 đến 20 ngày sau khi mình nộp hồ sơ nha. Sau khi mình nộp hồ sơ cho cái bên nộp đơn á đầy đủ, và mấy cái trên đây giống như mình nói nè, là tất cả những cái giấy tờ này ha, rồi hình ảnh sản phẩm đó, chỉ cần mình gửi hết qua bên đó thôi đầy đủ, xong mình gửi phí thì là từ 7 đến 20, họ thông báo mình nói là chị ơi hôm nay em nộp đơn nha, đó thì mình cứ đếm là khoảng tuần lễ đến 20 ngày tùy theo, thường là 10 ngày là có đó, mình làm thấy 10 ngày là có cái chứng nhận hồ sơ gồm 8 chữ số, là tới lúc này là mình apply rent được rồi đó. À, được. Cho mình hỏi như vậy, nếu mà tổng cái phí là bên mình nếu qua bên bên của Trân Trân thì là hết khoảng bao nhiêu tiền? Bên em thì không có làm, nhưng mà em sẽ giới thiệu nha. Dạ, tại vì em không có chuyên cái này. Đây nè chị, hồi năm ngoái mình làm mới có chỉ có 975 đô thôi là tới có giấy chứng nhận luôn á. Nhưng mà năm nay là sẽ bắt đầu ngày mai là bị tăng lên 300 đô. Là bên US BTO họ tăng chứ không phải là bên dịch vụ này tăng. Cho nên mình đăng ký cách nào mình cũng bị tăng hết á. 1275. Cho mình xin phép mình hỏi thêm một câu nữa là bên mình là đăng ký tài khoản Amazon là công ty ấy, thì vậy mình nên đăng ký brand là đăng ký công ty hay là đăng ký cá nhân? Công ty luôn đi chị, để cho đơn giản nhanh gọn lẹ nhất á, là cái tài khoản Amazon của mình chủ sở hữu của nó là ai thì cái brand mình đăng ký đúng với chủ sở hữu đó luôn, cho nó đồng bộ. Mình thấy ở đây đăng ký thì có chụp ảnh sản phẩm ấy, nhưng mà mình định đăng ký cái brand mà bên mình chưa bán cái sản phẩm đó, thì mình có phải chụp ảnh sản phẩm không? Đối với cái sản phẩm mà mình chưa bán mà mình muốn đăng ký brand á, thì như vậy là ở trong cái nhóm mà mình đăng ký, ví dụ mình đăng ký là nhóm 20 hay nhóm 21 hay nhóm 18 á, thì trong nhóm đó ví dụ như là mình đăng ký là ba cái ngách nhỏ trong đây ha. Đây. Giờ mình ví dụ mình đăng ký cái nhóm 18 đi, là đồ về da gì đó hồi nãy đó, thì giờ mình ở trong đây là mình đăng ký ba cái sản phẩm này. Trong đây á là mình đáng lẽ ra là mình phải cung cấp hình của cả ba cái này thì mới được nha. Nhưng mà bây giờ họ sẽ chăm trước cho mình á, là mình cung cấp 75% đi. Ví dụ như mình đăng ký 4 cái này mà có một cái mình chưa bán, như vậy thì ít nhất là phải có ba cái nhóm nhỏ này là mình phải có hình ảnh. Chứ nếu mà mình hoàn toàn chưa có bán gì hết thì là khó đó. Nguyên cái nhóm 18 này là chị đóng phí có một lần một à, chị có quyền là đăng nộp hết trơn toàn bộ những cái sản phẩm trong đây luôn. Trong đây là có tổng cộng là ví dụ như là 200 loại nhỏ này đi, 200 loại đi, chị được quyền đăng ký hết 200 loại này, với điều kiện là chị có đủ hình ảnh của 200 loại này chị đang bán ở Mỹ. Còn nếu mà chị không có đủ á, thì ít nhất chị cũng phải 70% hình, hiểu không chị? Ví dụ chị đăng ký bán 10 ngách nhỏ trong cái ngách này thì ít nhất chị phải có 7 sản phẩm là đã có mặt ở Mỹ, có hình đầy đủ. Còn ba cái là trong tương lai, vậy thì được ha.
Dạ. Jessica, ví dụ như là giờ này trong cái ngách này đi, mình có được khoảng chừng 10 sản phẩm thì mình đăng ký 10 sản phẩm ở trong cái nhóm này. Sau này á mình có thêm 20 sản phẩm cũng nằm trong cái nhóm này thì mình sẽ bổ sung nó, thì mình có phải bị trả phí không? Bởi Chặt vì phí từ đầu. từ đầu luôn đúng không? À, đúng rồi, chặt phí từ đầu. Cho nên là mình thí dụ mình dự đoán lúc mà thường á mình làm á, cá nhân mình đó nha. Ví dụ mình làm, mình bán một cái sản phẩm trong cái ngách này đi ha. Bán sản phẩm trong cái ngách số 18 này thì mình làm gì nè. Mình sẽ rà soát hết toàn bộ những cái sản phẩm nhỏ trong cái ngách này mà mình nghĩ là mình có khả năng mình bán trong tương lai. Được chưa? Ví dụ như hiện tại mình chỉ bán có cái gậy leo núi với lại da động vật thôi. Nhưng mà thì hai cái này mình đang bán thì không nói rồi ha. Dĩ nhiên là nó mình sẽ đăng ký nó có hình ảnh. Nhưng mà một trăm mấy chục cái sản phẩm còn lại mình sẽ coi hết. Ví dụ như cặp da, ba lô, thẻ hành lý, túi đựng thú săn gì đó, mình sẽ rà soát hết rất là kỹ, không bỏ sót thằng nào, và những cái thằng nào mình cảm thấy là mình thích và mình dự đoán là trong tương lai mình có thể sẽ bán nó, là mình đem ra mình đăng ký hết luôn. Thì như vậy là về phần hình ảnh thì làm sao mình có, giống như nãy mình nói mọi người á, mình tự tạo hình ra để mình chụp, để mình đăng ký, mình tự làm hình ra mình đăng ký, rồi sau này mình bán sao đâu có sao đâu. Mình đăng ký thường á, mình đăng ký một ngách thì mình quất hết mấy cái mà mình có thể bán trong ngách đó, mình làm lần một luôn. Chứ không á là sau này mà mình đăng ký có giấy rồi, sau đó mình đăng ký thêm cũng trong ngách này thì mình vẫn phải trả phí y chang vậy thôi. Các bạn hỏi xin miễn login khi chưa đăng ký, trước mắt Mình được cung cấp ảnh sản phẩm có brand lên support mà được. Cái phần này là hôm trước mình có webinar về cái phần login với lại cái phần tạo brand rồi đó. Mình trả lời luôn cái câu của Hà Nguyễn lại đi ha. Sản phẩm của em không có mã vạch hay UPC vì handmade. Muốn xin Gtin exemption thì phải có brand registry. Muốn có brand registry thì phải có trademark. Muốn đăng ký trademark thì sản phẩm phải được bán ở Mỹ. Chị cho em lời khuyên, cảm ơn chị. Mình trả lời luôn là sản phẩm không cần đăng ký trademark thì bạn vẫn có thể xin brand được để bạn list cái tên brand đó, nếu như mà cái sản cái thương hiệu đó chưa có đăng ký ha. Để xin brand thì mình sẽ tạo case với lại Amazon. Trong đó mình sẽ chụp một cái tấm hình, hình là không có Photoshop ha, một tấm hình sản phẩm cầm trên tay, có đóng hộp, sản phẩm vừa có hộp, vừa có sản phẩm thực tế, trình rõ cái logo. Mình sẽ gửi khoảng 2 tới 3 sản phẩm cầm trên tay, sản phẩm để trên bàn và có thể là cầm sản phẩm và sau đó là cái background về sau là có nhiều sản phẩm để người ta thấy là sản phẩm đó chính là do mình làm handmade và mình đóng hàng luôn ấy, thì mình sẽ xin brand trong vòng khoảng 2 tới 4 ngày. Nếu mà ok thì họ sẽ approve. Hồi lúc trước á, thì mình có thể làm song song hai việc cùng lúc, đó là vừa xin brand và vừa xin Gtin luôn. Nhưng mà sau này á thì là mình phải xin brand trước, sau đó mình sẽ vô đường link của Gtin, bạn bạn search trên đi, chỗ search của Amazon Seller á có chữ là apply for Gtin extension á, thì có một cái đường link, thì bạn cứ làm theo cung cấp những cái hình ảnh mà bạn cung cấp cái khi mà xin brand á, thì trong vòng khoảng 24 tiếng là bạn được approve, nếu nó không có vấn đề gì nó rất là nhanh ha, không cần phải đăng ký trademark rồi mới list được cái brand của mình đâu. Hà Nguyễn ok chưa ạ? Cảm ơn Trân Trân nha, hôm nay chia sẻ hay quá à, rất là hữu ích cho các bạn seller Dạ, hy vọng là cuối năm làm được gì đó hữu ích cho mọi người, vậy là vui rồi. Cảm Chúc ơn mọi bác người đón giao thừa vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn cả nhà. Bye bye mọi người. Dạ, cả nhà Cảm nha. ơn Chúc mọi người năm mới. Chúc mừng năm mới.